Quý vị và các bạn thấy nội thất của cặp loa này quá ngầu chưa? Rồi, tuyệt vời luôn quý vị và các bạn. Xin kính chào quý vị và các bạn thân mến. Đây là một cặp loa Beoneer CS901, hàng rất là hiếm nha quý vị và các bạn. Đây là thuộc về bậc thầy của Beoneer CS99A. Chất âm nếu mà so về với Beoneer CS99A thì đồ này hơn rất là nhiều. Và về nội thất cấu hình cũng vậy, nhìn rất là ngầu. Đây quý vị, để việc quay cho quý vị và các bạn cùng xem nha. Thì sau đó việc sẽ mở nội thất và báo giá để quý vị và các bạn cùng tham khảo luôn. Giá cặp này thì nó khá là tốt so với dòng Beoneer CS99A màn FB đó. Thì đây là một bát đồng trục, bát 40 nha quý vị. Màn giấy, gân của lo này là gân vải mềm. Gân vải này không có tẩm dầu cho nên khỏi sợ khô dầu ha. Và chép còi ở giữa là 2, 4, 6 lỗ. Đây là một cái chung còi rất là to. Chút xíu nữa thì Việt sẽ mở để quý vị xem nội thất ở bên trong. Ở đây thì hai cái siêu chép. Đây là cái dòng Beoneer CS901A. Quý vị và các bạn. Tình trạng lo là nguyên bản nguyên zin nha. Hàng bãi thì đương nhiên chày này nọ thì thông cảm nha quý vị và các bạn. Việc bao cho quý vị và các bạn các tiếng lo là zin, không gách giấy, không gì hết, phân tầng đồ này nọ cũng ngon lành, không làm lại gì hết nha. Đây là ở phía sau Beoneer CS901A. Model là 901A, công suất là 130W maximum 8 ohm. Đây là hàng xuất đi thị trường Mỹ nha quý vị và các bạn. Âm thanh thì khỏi chê rồi. Những cái dòng này nó không có độ giá lên, nó giá nó không có nhảy múa như những cái dòng như là Beoneer CS 99 hay 88 77. Mà chất âm nó mang lại thì quý vị và các bạn khỏi phải bàn cãi, âm thanh rất là hay. Đó. Rồi mời quý vị và các bạn xem nội thất thì sau đó mình sẽ báo giá luôn để quý vị và các bạn tham khảo nha. Thì giá quý vị cũng nhớ là thời điểm này là năm 2022 rồi, đừng so sánh giá với năm 2019. Và đây là nội thất của cặp Beoneer CS901 quý vị và các bạn. Đó. Nội thất thì nhìn rất là đã mắt. Cặp chung còi không là ăn tiền rồi quý vị, cặp chung còi không là giá trị ăn tiền rồi. Đó. Thì cũng như việc nói cái cặp này là nếu mà so sánh với Beoneer CS99A màn FB thì giá của nó chỉ có nửa tiền Beoneer CS99A thôi. Nhưng mà so về chất âm và cái độ ngầu thì cái cặp này ngầu hơn. Chất âm thì việc cảm nhận là cái cặp này âm thanh nó chi tiết nó hay hơn rất là nhiều so với Beoneer CS99A. Và tuy nhiên những dòng lo hay là amply nào mà được đồn thổi quá nhiều thì nó sẽ bị đội giá lên. Ví dụ như chiếc amply Beoneer 7/8 hay là mã quý vị hoặc bạn nào chơi cũng biết. Chiếc đó được đồn thổi lên tới cái giá là thời mà đỉnh điểm nó khoảng 12, 13 cho đến 14, 15 triệu đồng tùy theo cái độ đẹp xấu của amply. Và tuy nhiên hiện tại bây giờ thì ai đang giữ những chiếc amply đó thì không còn bán ra được nữa, và bán với cái giá rất là thấp, bán với giá là dưới 10 triệu đồng mới bán được, chứ còn mà trên 10 triệu thì không thể nào bán được. Và những cái dòng lo như là Beoneer CS99A hay là Beoneer CS88A bằng FB, 77A bằng FB đó, vân vân, thì những cái dòng đó thời đỉnh điểm thì nó đổ giá lên rất là cao đó. Và bây giờ thì nó cũng dần dần trở về với cái giá trị thật của nó quý vị và các bạn đó. Và dòng sạc Vin Vega cũng vậy, sạc Vin Vega D5 D9 D9 có lúc lên đến 20 mấy 30 mấy triệu một đôi do đồn thổi. Việc thì những cái mặt hàng nào đồn thổi thì việc vẫn làm, nhưng mà làm số lượng ít thôi đó. Và ví dụ như dòng Beoneer CS99A hiện tại bây giờ nếu như mà ôm nhiều là chết chắc, tại vì hiện tại giá thị trường của Beoneer CS99A giờ mà nếu mà đẹp len keng á thì nó cũng khoảng trên 50, và đẹp dạng như dừa dừa thì nó cũng khoảng 45, mà còn xấu thì nó cũng khoảng 40, chứ không có cặp nào mà dưới 40 đâu, trừ khi là những cặp tan nát nó mới có giá dưới 40 quý vị và các bạn đó. Thì có nhiều bạn nói là sao hàng bãi mà giá nó nhảy múa tùm lum hết trơn á.
người thì bán giá này, người bán giá kia. Thì quý vị và các bạn cũng biết đó là hàng bãi, hàng đã qua nhiều năm sử dụng đó quý vị và các bạn. Thì tùy theo cái tình trạng mà người bán họ bán ra cái hàng, họ định giá cái hàng của họ, hoặc là tùy theo cái nguồn hàng nhập. Có người thì nhập trực tiếp từ bên kia về, cho nên giá rất là tốt. Còn có người thì nhập qua hai ba trung gian đó quý vị và các bạn, cho nên giá của nó đi đậu lên. Thì việc cũng nhập được cái giá tốt một tí xíu thôi, chứ cũng không có là được tốt lắm. Thì lúc nào cũng vậy, việc cũng chia sẻ đến quý vị và các bạn cái giá hợp lý. Đây là quý vị, thì quý vị thấy cái nội thất của cái cặp này thì phải nói tuyệt vời. Đây là cái gầu của Logitech, gầu của Lobat ha. Cái bát này thì cái cụ từ của nó chắc tầm khoảng 10 15 16 rồi đó, mình đo gang tay. Từ đẹp nha quý vị. Nó chạy cái cũ là BAX 381. Bên đây cũng vậy luôn, BAX 381 luôn. Quý vị các bạn, rồi thì ở cái còi này nè. Cái chung còi này thì còi gang. Chung còi này chắc từ Anico. Đó. Chạy cái củ còi là chạy củ còi là BD40A1. Thì cái còi này á, mình vặn ra được nha. Mình vặn củ ra được, vặn củ đây nè. Cái việc vặn ra một thử một củ quý vị và các bạn cùng xem nha. Một tay cầm điện thoại người ta vặn thì nó hơi lâu rồi, quý vị thông cảm cho việc nha. Đó thì cái cũ nè. Đó. Đây chung còi rồi, ở bên trong nữa quý vị, phần tầng nè, hai cái volume để tăng chung và chép. Đó. Phần tầng keng, đây là hai cái siêu chép, hai cái siêu chép này kêu nhỏ thôi, nhí nhí thôi, nhưng mà rất là hay. Cái cụ từ của siêu chép này nó bằng ngón tay thôi quý vị, nhưng mà kêu rất là hay nha. Đó, không có cái siêu chép đó là mấy cái tiếng mà xịt xịt nhỏ nhỏ đó sẽ mất đi. Đó, rất đẹp luôn quý vị và các bạn. Rồi thì với cái giá việc đưa ra là 27 triệu đồng, chia sẻ đến quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn nào muốn bao phí ship thì cho việc xin thêm 500 nghìn đó. Thì quý vị và các bạn cứ nghe thử thì sẽ biết là cặp này nó hơn cái dòng Pioneer CS 99A rất là nhiều. Và tuy nhiên nó không được giá bằng Pioneer CS 99A, không phải là được dân chơi đánh giá không cao, nhưng mà nó rất là ít xuất hiện ở trên thị trường và ít người sở hữu được nó, cho nên nhiều người chưa nghe được nó thì không biết nó hay như thế nào. Đó. Còn CS 99A rồi đó thì nó tràn lan hết. Cho nên đôi khi mình đánh giá sai cái mặt hàng làm cái giá nó đội lên rất là nhiều. Rồi, mọi chi tiết mua hàng quý vị và các bạn liên hệ 0963 721 519. Việt xin chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video sau.